Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một cái số loa rời nha anh em. Nó có loa châu Âu nha, nó loa chép ha, có hai bộ phân tầng và mới về được ba cặp loa JBL nha anh em. Nó cái dòng này hôm qua em hết hàng có anh em mình hỏi nè. Nhưng mà nó không có hàng nha, nay về được vài đôi nha. Mấy mẫu này em về lai rai hoài à. Đó, và hình thức nó khá là đẹp. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Hôm qua anh em mình liên hệ hết hàng thì nay em có về được mấy đôi ha. Anh em mình còn nhu cầu thì liên hệ lại với em nha. Giá thì vẫn như cũ cho anh em mình thôi. Có con center này khá là đẹp, em thanh lý giá 1 triệu nè ha. Đó. Thì tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết nha. Và đây thì có hai cặp loa chép nha anh em. Hai cặp loa chép này hơi bị ngon nha. Anh em nào ưng thì liên hệ với em sớm nha. Đó. Đầu tiên đây là một cái cặp siêu chép nha anh em, một cặp siêu chép có đường kính là 7 phân nha. Đó, một cặp siêu chép của châu Âu ha. Đó, Entat, hai cặp loa chép điều hàng của châu Âu, xịn sò hết nha anh em. Đó, cặp này là cặp siêu chép Entat nha. Đó, con này thì tiếng kêu tuyệt vời cho anh em mình luôn ha. Đó. Hàng riêng 100% toàn bộ nha anh em. Đó, đây. Đầu tiên ha, mấy cái này là bụi em chưa có vệ sinh luôn nè. Đó, nó dính đâu chút bụi này anh em mình lấy cỏ quét là đẹp lắm nha. Đó. Mặt đen ha, siêu chép. Con này tiếng kêu tuyệt vời luôn ha. Cặp này thì giá là 1 triệu nha anh em, cặp siêu chép nha. Đó. Nhỏ nhưng mà tiếng kêu khá là hay luôn đó. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nha. Đó ha. Thì con này cái cực dương và cực âm nó ngược với những loa khác nha. Những cái loa khác là cực dương nó nằm bên đây, còn con này nó nằm ngược lại nha anh em. Anh em mình lưu ý nha. Đó. Hàng châu Âu nó hay làm ngược đời lắm, nó không phải là nhất thiết là cộng là phải nằm phía bên tay trái đâu ha. Cái này cộng là phía bên tay phải nha. Đó. Thì những hàng châu Âu thì hãng người ta làm thì mình phải nhìn theo người ta mới biết được anh em, chứ không có cố định nha. Rồi. Và đây là tiếp tục một cặp loa chép châu Âu nữa nha. Cặp này hơi bị khủng nha anh em. Đó. Cặp này là tuyệt đẹp luôn ha. Đó, đây. Nó có bốn cái cạnh này để bắt vào cái mặt nè ha. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản chưa tháo lần nào ha. Đó, và nguyên zin hát tốt nha anh em. Đó. Model của nó là DT105 ha. Đó. Con này trở kháng là 8 ohm, công suất là 50W nè. Công suất này khá là khỏe nha. Con này cái từ nó to và nặng nha anh em. Từ to dày ha. Thép từ 7 màu đẹp keng nha. Đó. Đây. Hàng nguyên bụi em chưa lau chùi vệ sinh luôn ha. Ở cặp này đường kính lo là nó 10 phân nha anh em. Cặp này đường kính lo là 10 phân. Lo chép đơm lụa nha. Đơm lụa rất là mềm. Và ở đây thì nó có một cái lớp nỉ nha. Anh em mình nhìn nó có một cái lớp màu đen đúng không? Thì đây là một cái lớp nỉ nha. Lớp nỉ gờ rất là mịn tay. Thì mấy cái này để dính mấy cái bông tiêu âm á ha. Vậy anh em mình lấy cọ này mình quét ra nha. Ở cái này là một cái miếng nỉ ha, nó dính mấy cái bụi thôi. Đó, này về anh em mình lau chùi vệ sinh ra là một cái màu đen, màu nỉ rất là đẹp nha. Mặt là mặt 10 phân ha, mũi là mũi lụa ha, mũi lụa rất là mềm. Đây, và đây chính là cái chiếc còn lại nha anh em ha, chiếc còn lại. Mũi lụa cực kỳ mềm luôn ha, đó. Củ lo nó to. Đây anh em mình thấy không? Cặp này là hơi bị ngon luôn nha. Anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với em ha. Đó, bên đỏ là cộng này ha anh em. Đó. Trong cái từ lo nó có để cho anh em mình một cái chấm đỏ đó nha. Đó. Đây, và cái cọc lo cũng có màu đỏ bên trong luôn ha. Đó, cặp này là tuyệt đẹp. Anh em nào mà đang cần tìm cặp lo chất lượng thì liên hệ với em cứ cặp lo chép châu Âu này nha. Cặp này thì giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, rồi ok. Và đây em giới thiệu hai bộ phân tầng xong rồi em sẽ giới thiệu con center thanh lý này nha. Đó. Đây. Con này đây là một bộ phân tầng hai quay nha anh em. Hai quay thì nó có xeo chỉnh cho dễ chép nha. Đó, này sử dụng cho bass và chép. Anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với em nha. Đó, bộ phân tầng linh kiện zin đẹp keng nha anh em. Đó. Tất cả linh kiện, chân linh kiện là còn sáng bóng hết cho anh em mình nha. Này một bộ này ha. Bộ này nó sử dụng là một bass và một chép nha. Anh em mình có thể sử dụng loa bass và chép kèn hoặc chép giấy thì cũng đều được ha. Đó, hai quay. Tủ rất là to anh em, con tủ to hơn ngón tay của em luôn ha, tủ nhôm nha. Đó. Tủ nhôm. Xeo đồng ha. Đó, xeo đồng lõi thép nha anh em. Và đây là một bộ ba quay ha. Một bộ ba quay. Đó. Đây. Anh em mình có thể xem nha. Thì ở đây nó có một cái nút tinh chỉnh cho bass hay sao đó anh em nha. Đó. Và đây nó có bốn cái xeo chỉnh nha, bốn xeo chỉnh cho dãy cao. Bộ này để đánh bass trung chép nha anh em ha, bass trung chép. Đó. Thì ở đây nó có bốn xeo chỉnh cho dãy cao ha. Anh em mình có thể cân chỉnh theo ý thích của mình. Và ở đây nó có một cái nút nhấn nữa nha. Đó, có một cái nút nhấn nữa. Anh em mình nhấn vào để sao mà nghe cái tiếng nó nảy hơn hoặc là nó bình thường á. Thì khi anh em mình lắp loa rồi anh em mình cứ nhấn nha. Anh em mình nghe hợp tai là được ha. Đó. Đây. Đó ha, nút này là nút cân chỉnh cái tần số thấp ha. Đó, anh em mình có thể nhấn vào hoặc nhả ra tùy vào gu của nghe của anh em mình ha. Và cái bộ loa anh em mình đang có. Bộ này là bao quay bass trung chép nha. Thì hai bộ này đồng giá nha anh em, 1,2 triệu một bộ ha. Đây em có hai bộ.
Anh em nào quan tâm bộ nào thì liên hệ với em ha. Hàng zin nguyên bản đẹp xuất sắc cho anh em mình nha. Đó, không có bị hen rỉ hay là hư hay là cấn mớp linh kiện gì hết. Hàng đẹp keng luôn ha. Đó, linh kiện đâu là không có bị phù hoặc là bể nở hay là cháy nổ gì hết trơn nha. Đó, đặc biệt là chân linh kiện, và linh kiện nhìn phải đẹp ha. Anh em mình mua phân tầng là phải nhìn vào cái chân linh kiện đó, phải đẹp thì nó mới có giá trị cao được nha anh em. Rồi, ok. Và đây thì em con center này á là em thanh lý nha. Center này em thanh lý thì hàng mới về nha, mới về. Thì con này em nhập vào là nó hơn 1 triệu đó anh em, nhưng mà em thanh lý giá 1 triệu là có lý do của nó nha. Thì tiếng lo nó sử dụng là hai con lo lời hai bên và một con lo chép ở chính giữa nha. Đó, đây chép đơm lụa nha anh em. Đó, một con lo chép đơm lụa và hai con lo lời hai bên ha. Đó. Và một cái màu gỗ rất là đẹp nha anh em, một cái màu rất là đẹp. Hàng về thì zin nguyên bản nha, zin nguyên bản hát tốt nha anh em. Đó, cái củ lo chép bên trong nó bành kỳ luôn kìa anh em, anh thấy không? Ha, củ bành kỳ luôn. Con này là con Âu Decom nha anh em. Đó. Đây, công suất là từ 10 tới 50W ha. À, thì với công suất này thì anh em mình karaoke với lại loa bass 2530 trong gia đình là vô tư ha. Đó, con này thì về trong tình trạng là zin nguyên bản hát tốt nha. Đó, zin nguyên bản hát tốt. Thì nó bị gãy mấy cái chốt bắt cây căng nè anh em. Đó, nó bị gãy mấy cái chốt này nè ha. Thì em thanh lý luôn. Thì con này nó khá là đẹp rồi, về anh em mình cũng không cần phải bắt cây căng đâu. Anh em mình để ngoài vậy luôn ha. Còn anh em mình muốn về muốn dán lại thì dán nha. Tại hàng về thì có size báo vậy ha. Đó, con này chiều ngang của em nói là nó 46 hơn 1 tí nha anh em. 46 cm nha. Đó, chiều ngang của con center này ha, đẹp lắm anh em ạ. Cho cầm thì khá là hay luôn ha. Đáng lẽ con này là giá nó hơn 1 triệu đó, nhưng mà về nó bị gãy mấy chốt này thôi, em thanh lý cho anh em mình luôn nha. Tại vì em không có thời gian làm ha. Anh em về nếu mà có thời gian thì anh em mình làm lại, còn không thì anh em mình khỏi lắp cây căng cũng rất là đẹp ha. Còn anh em mình có thể dán vô luôn cũng được ha. Đó, anh em mình có thể dán keo vô luôn cũng được. Đó thôi, để ngoài thôi, nhìn cũng rất là đẹp rồi ha. Một con lo center của Âu Decom ha. Nó củ bên trong to lắm anh em, cái mặt nó có cái củ chép nó bự bằng cái mặt luôn á. Bọc từ 7 màu đẹp keng rồi. Rồi ok ha. Tại vì cái con này á là hãng thiết kế liền lạc luôn anh em. Đó, hãng thiết kế liền luôn. Em không có tháo ra được cái mặt sau cho anh em mình xem ha. Đó. Rồi ok. Cái cũ nó là nó bự gần bằng cái mặt luôn ha. Đó. Con này thì sử dụng là ốc bông ha, ốc lục giác á, tháo ra nha anh em. Rồi. Zin nguyên bản cho anh em mình nha. Và đây thì có ba cặp loa bass của JBL nha anh em. Ba cặp loa bass thì giống nhau ha. Lo nó có đường kính là 18 cm nha anh em. Lo có đường kính là 18 cm ha. Màn giấy đẹp keng nha, màn giấy đẹp keng à. Nó hàng về được 3 đôi. Hổm em có bán mấy đôi thì hết hàng rồi, nên em về được 3 đôi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Thì cái mẫu này em cứ về lai rai hoài à ha. Anh em nào mà xem được clip này mà thấy thích cái mẫu này á thì có thể liên hệ với em nha, liên hệ với em để mà mua hàng ha. Có đôi khi thì em hết hàng nhưng mà vài bữa thì em lại về lại. Đó, với riêng cái mẫu này thì nếu mà anh em nào mà chuyển cọc á thì khi nào có hàng em sẽ alo lại nha. Còn những cái món nãy giờ em giới thiệu á thì nó ít có hàng ha. Đó, những cái dòng CBL này thì nó sẽ có hàng lai rai hoài cho anh em mình nha. Đó, còn nãy giờ mấy món kia thì anh em mình có chuyển cọc em cũng không dám nhận nữa, tại nó không có hàng. Còn mẫu này thì nó có lai rai hoài nha. Cho nên là anh em mình có nhu cầu đặt hàng á, chuyển cọc thì em sẽ ưu tiên khi nào có hàng em sẽ gửi liền cho anh em mình ha. Em không có cần đăng lên trên kênh, khi nào mà có dư hàng em mới đăng lên kênh thôi. Con này là con JBL nha, JBL A606 nha anh em. Con này được sản xuất tại Pháp nha. Hàng về nói chung là con kiết là zin nguyên bản cho anh em mình nha. Con là con zin hết cho anh em mình ha. Đó, đây em có 3 đôi, đẹp như nhau nha. Hình thức thì đẹp tương đương như nhau. Đó, 9-10 như nhau nha. Đó, thì giá là 1,7 triệu một đôi nha. Mấy con này đánh tiếng bass khá là hay luôn. Anh em nào mà đang cần tìm cái loa nhỏ nhỏ mà nó đánh hay á thì liên hệ với em gước ba cặp này nha. Đó, thì em có bán lẻ từng cặp, giá là 1,7 triệu một cặp. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em. Rồi xong. Rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi nha. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.